Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Hey, trời ơi là trời, không biết làm cách nào để có thể giúp cho Siro trở lại thành người bình thường đây ta. Hey, các bạn ơi, nếu những bạn nào mà đã từng xem tập trước á, thì chắc các bạn cũng biết rằng là tập trước bọn mình đã lên trên tận tuốt trên mặt trăng luôn để bọn mình giải cứu Siro về. Và lúc đó ổng là con người bình thường, tự nhiên cứu về đây cái tự nhiên ổng biến thành ma sói tiếp rồi các bạn ơi, thiệt khổ lắm luôn á. Ê, trời, ổng cắn mình các bạn ơi, con ma sói đáng ghét này. Hey, bây giờ á Siro biến thành ma sói rồi, Siro không còn nhớ bọn mình là ai hết, Siro còn quýnh bọn mình nữa, hung hăng ghê luôn các bạn ơi. Bây giờ không biết cách nào để giúp cho ổng trở thành người bình thường đây. Mấy bạn nào biết cách nào nhớ bình luận cho mình biết nha, chứ mình thì mình không biết. Trời ơi, mọi người có cách nào giúp Siro trở lại bình thường không? Cách nào? Ê, tôi biết, tôi có cách này hay lắm nè Phong. Trời ơi, mới nghĩ ra luôn. Biết cách sao gì? Không? Bây giờ ông Siro biến thành sói đúng không? Bây giờ mình chơi bài ma sói với ông, thế nào ông sẽ biến thành lại thành người. Đúng không? Hay không? Ê, tào lao, bây giờ mình là thả ông ra cái là ông sẽ nhào vô ông cắn tất cả mọi người luôn á, chứ đó mà chơi bài ma sói. Ê, có ai có cách nào khác hay hơn không? Bây giờ chị lấy con dao, chị vặt trụi lông của cái con sói kia đi, kiểu gì cũng ra rô luôn. Trời ơi, ca mui là ca mui, chị nghĩ sao vậy? Chẳng lẽ chị tính làm món thịt sói nướng mồi hay gì mà chị vặt lông ổng tào lao à? Bây giờ nè, tìm cách nào đó nó hay hơn đi, có ai có cách nào hay hơn không? Dịch, có cách nào không? Theo kinh nghiệm 1000 năm nghiên cứu, cái thằng này mà cái đánh tao quay ấy. Theo kinh nghiệm 1000 năm nghiên cứu của anh á, thì á, anh thấy là mỗi khi mà người ta trúng tà thuật á, thì chắc chắn khi mà chúng độc thì chúng ta phải làm gì hả Phong? Phải có thuốc giải đúng không? Đúng rồi, hợp lý. Bây giờ anh nghĩ như vậy nè, bây giờ tụi mình đang có ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6 người. Bây giờ mình chia ra, mỗi người đi tìm một món đồ ăn đi, xong mình mang về, mình cho CEO ăn thử lần lượt những thứ đấy, biết đâu trong đó lại trúng một cái có thể giải độc thì sao? Cũng hợp lý ha. Ủa mà anh ơi, thường thường chó sói nó hay ăn gì anh? Cho nó ăn bà chó. Những cái mà bên ngoài tự nhiên, những cái mà không phải là của mấy con chó nhà ăn được. Vậy hả? Trời ơi, ông đòi cho ông Siro ăn bả chó rồi, ông chết luôn rồi sao? Tào tao quá. Tào ông cái đồ ác độc. Cái đồ ác độc. Thôi được rồi, bây giờ bọn mình cùng nhau đi kiếm đồ ăn đem về cho Siro ăn để Siro giải độc nào bạn ơi. Hay không biết là chóng ăn gì đây ta. À mà mọi người nhớ cẩn thận nha, bên ngoài zombie nhiều lắm á, cho nên là ra ngoài phải cẩn thận nghe chưa? Mọi người okay, mọi người chia nhau đây. Tí hẹn nhau ở đây nha. Rồi ok. Kiếm đồ ăn hả? Bây giờ kiếm gì giờ ta? Mình không biết có món gì ngon để kiếm cho Siro ăn để giải độc quá nè. Mà thường thì chó sói là ăn gì các bạn nghĩ ấy, chó sói ăn gì? Bình luận cho Phong biết đi, chứ Phong biết chó sói ăn gì hết trơn á. Hey, mọi người ơi, bây giờ mình không biết kiếm cái gì cho con sói ăn hết trơn á, mình đi kiếm mãi mà không có đồ ăn các bạn ạ. Mà mình sực nhớ ra mình có bánh kem trong tay nè, sao mình không cho Ro ăn thử bánh kem ta? Ủa Sim? Sim về hả? Trời ơi, tôi kiếm lại chưa hơi bị nhiều món ngon quá. Wow, trời ơi, Simmy tốt bụng quá à. Simmy kiếm nguyên con chocobo về cho Siro ăn luôn. Trời ơi, cái gì kiếm con chocobo vậy? Cái này chocobo của tôi để cửa chứ phải để ăn. Trời đất ơi. Vậy hả? Tôi có sói nó bông bay rồi. Trời ơi, sói phun nó phun lửa ông dịch kìa trời. Đúng là ma sói ghê thiệt, phun lửa dịch chết queo luôn rồi. Anh gì? Trời ơi, con sói này mình phải tìm cách gọi là cứu ổng thôi bạn ơi, chứ không thôi ổng biết thành ma sói ổng đi quýnh người lum la khổ quá. Thôi để em mua bà chó. Ơi tào lao nha. Chó là bạn không phải là thức ăn nha. Anh đem đi mua bả chó là gì? Em có để không? Từ đầu giờ nó quýnh anh không? Trời ơi, sao mà quýnh mấy người kia? Dù gì ổng cũng là bạn mình mà, từ từ đi. Bây giờ thì nha. Thì đúng là Chigo mà. Mọi người tập trung lại đây. Bây giờ đầu tiên nè, là tôi là có cái bánh kem nè, để tôi cho ổng ăn thử bánh kem coi ổng có trở thành người không nha. Ok. Ấy da, trời. Chưa kịp qua ngay đây. Sao nó đi cho sói ăn bánh kem vậy? Ê, chó sói không bao giờ ăn bánh kem đâu, ăn bánh kem mà đau bụng chết đó. Ủa, em tưởng là chó sói ăn bánh kem. Ủa rồi cái bánh kem em đâu vậy? Ông ăn hết cái bánh kem mà kìa. Ấy da. Trời, cái con sói này tôi mới vừa nói, cái ông ăn bánh kem với tôi luôn các bạn ơi. Ủa mà khoan, ủa sao ông chưa biến thành người mọi người? Trời ơi, nó biến thành người là anh Quỳ hên lại Phong 15 năm. Ủa vậy giờ ông ăn gì hả? Nãy mình đi vô gần á, mình nhặt được cái hạt ốc chó này, cho ông ăn vô cái ốc chó luôn. Trời, tao ăn cái gì? Tào lâu. Ủa chị, cái hạt thông minh mà. Hạt ốc chó người ta ăn vô là để người ta thông minh hơn, hiểu không? Mặc dù nó tên là hạt ốc chó nhưng mà ăn vô là sẽ không bị ốc chó. Tào lao quá, ông nói bậy bạ mà. Bây giờ đây. Hợp lý. Tôi hy vọng là ổng ăn cái này vô á là ổng sẽ thông minh lên rồi ổng biết anh người. Ê đừng quýnh nha cô, đừng quýnh nha. Ây da. Nè, thấy. Cho nè. Rồi coi ổng có ăn không nha các bạn nha. Rồi xong cây rồi. Ổng không thèm. Xong luôn, không thèm luôn. Trời ơi, thèm luôn rồi. Tôi quýnh cho em luôn.
Trời ơi, ê, sói Siro ơi, đây là Kairo chứ phải là cô bé quàng khăn đỏ đâu mà quýnh ta hoài, tào lao quá. Bây giờ còn ai có món gì khác không? Chị. Trời ơi, nhường chi. Rồi, cà mua cái gì đây? Cà rốt là một món ăn rất là tốt cho sức khỏe. Chị bỏ đi. Mệt ghê trời. Em nói chị nghe nè. Em nói chị nghe nè, trên đời thì không có ai thích ăn cà rốt giống như chị hết á. Cà rốt đó là chỉ đem nấu cà ri là ngon nhất thôi, chứ không có ai mà gọi là cầm để ăn sống á. Con sói nó còn chơi không thèm ăn kìa. Đó, còn ai có cái món nào khác không? Tôi. Cà à, quên, chó sói thì không thích ăn đồ sống đúng không? Nhưng mà chắc chắn sẽ thích ăn hamburger. Ghê. Chắc luôn rồi. Đây ăn đi ăn nè. Hả? Gì hamburger hả? Thôi cho tôi xin nha. Xin về giờ em nói. Mày là cái cháu cho sói nè. Tôi thích hamburger lắm. Em phải chấp nhận đi. Rồi Phong thích ăn hamburger thì để cho xong Phong ăn đi, thôi Phong ăn xong mình bê Phong ném vô cho sói ăn. Vậy thôi tôi cho chó sói ăn hamburger luôn nè. Ăn đi. Ôi không thèm luôn. Trời ơi, luôn. Chảnh luôn đi luôn, chảnh luôn rồi. Trời ơi. Chảnh nè, đánh bây giờ. Ơi Phong ơi, thấy Sam nó còn ghê hơn con sói hả Phong? Em thấy Sammy còn ghê hơn con chó sói này luôn các bạn, ghê quá. Không gì hết. Trời ơi bạn ơi, bây giờ chó sói ha, hamburger ngon như vậy mà nó còn chơi nữa, giờ sao ta? Còn ai có món nào khác không? Rồi đây, tôi có món cuối cùng, chắc chắn có sói thì phải ăn thôi. Phong cẩn thận xem đây. Mình tạch xem. Công nhầm, đây, trời nhầm xíu. Đây chính là xương hả? Xương thần kỳ đấy mà tôi hay đưa cho bé Mưa ăn á. Đấy, bé Mưa cũng là gọi là dòng của sói. Mà Siro cũng là dòng của sói. Thì tôi mong gọi là cái thức ăn này sẽ giúp của Aero hiện hình lại. Đấy, ok. Siro ăn đồ của bé Mưa. Siro làm gì? Siro nghe lắm rồi. Sao nghe buồn? Từ anh ra mà tắt. Đây, của anh này, đây. Đó. Đó, ý. Rô anh liền. Trời ơi, xúc phạm. Siro á là chỉ biến thành người sói, nhưng mà bên trong con sói này vẫn là Siro chứ không phải là bé Mưa đâu mà sim cho Siro ăn xương, xúc phạm. Trời ơi, mấy bạn này núp á, đi tìm đồ an toàn nào là bắn gato rồi bắn hamburger, nhìn anh à. Đó, lại chưa, ghê chưa, nhìn anh. Anh đã tìm được một loài thảo dược cực kỳ quý hiếm ở trong rừng luôn. Cái loại này không phải dễ tìm đâu nha. Bây giờ cho sói ăn là nhìn là test nào. Nào, đấy, đi. Ủa anh, cho ăn gì vậy? Ôi trời, ơi anh ơi, cái này em nhớ là cái nấm độc hình như là lần trước Kairo với anh ăn vô xong anh bị đau bụng rồi anh đi toilet luôn đúng không? Trời ơi, đâu phải đâu, cái nấm này nấm khác rồi, anh nhìn màu giống rồi nhưng mà khác rồi, xin anh thử coi. Đấy. Vậy? Ủa? Nấm này là hôm bữa, nấm này ngon lắm, nấm này nấu ăn lên phê lắm. Em cho anh thử ăn nấm hả? Trời ơi, là dữ. Xin anh thử đi. Trời ơi, con dịch nha. Nhầm. Em không hiểu gì hết. Đây, bây giờ nè. Bây giờ Sim đưa cho anh. Lúc bây đấy, giờ mình lấm thua. Mình lấm cục này xong mình cho Siro ăn. Này biến thái nè. Anh dịch này thiệt luôn á. Anh dịch quá đáng, quá trời luôn á. Siro nghĩ sao anh cho Siro ăn này, tào lao. Hey, bây giờ cho ông ăn cái gì được bây giờ mấy bạn. Trời ơi, ăn cái gì ông cũng không biến thành người hết. Để tôi xem coi. À đây, em mới vừa kiếm được thêm cái quả này ngon là em cho ông ăn. Em ơi, con sói mà ăn quả này là mình đi với con sói luôn em. Ủa, em thấy cái quả này, em thấy ở trong cái nhà tù của anh, em không biết quả gì vậy, em cho ông ăn thử. Ủa sao chạy vậy? Ôi. Chạy đi mọi người. Ủa trời, cái này là quả lựu đạn hả? Em không biết luôn á, em mới chọi ra xong Siro cũng bay lên trời luôn mọi người. Trời ơi, con này em bắt trời quá đất luôn. Vậy giờ sao ta? Trời ơi, giờ làm cách nào trời để em kiểm tra trong người em còn gì không? Nhưng giờ em không kiếm được gì ngoài mấy cái bình sữa nè, mấy cái bình sữa được không mọi người? Em thử sữa thôi, sữa cho tôi đó. Ủa vậy? Thử đi, ai chả biết nè, chả biết sao. Khoan từ từ, theo như kinh nghiệm chơi game của em thì những người nào bị trúng độc thường người ta hay uống sữa vô để người ta giải độc lắm luôn á. Có khi nào là ông Rô uống sữa vô thành người không ta? Có khi nào không dịch? Có khi nào là Siro biến thành sói là một cái bùa phép mà giống như có hiệu ứng, có bất lợi ở trong mini world ta? Ok, đâu để em thử coi. Nè rồi, uống sữa thử đi Rô. Uống sữa đi anh.
Ê, mọi người hình như là tôi thấy ông Siro ông uống rồi kìa mọi người, hình như là ông chịu uống rồi kìa. Siro kìa. Ôi, trời ơi, Siro trở thành người bình thường rồi bạn ơi. Trời ơi, may quá, cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội quýnh ông rồi. Này thì nãy quýnh bằng cái này. Thôi nãy quýnh bằng tôi. Quái vật cái gì? Quái vật cái gì? Bằng tôi nè. Mọi người ơi, trời ơi. Ôi, sao nhìn tôi đây à? Trời ơi là trời, ông biến thành ma sói xong ông đuổi theo ông quýnh mọi người quá trời. Bây giờ ông còn hai nữa hả? Nhớ rồi. Trời, anh về lại xong anh thấy quá trời quái vật luôn ha. Anh hóa sói lên, anh cầm cái kiếm này anh quánh ông lại nữa. Anh hóa sói lên, anh với tụi nó xong rồi cái tự nhiên anh ngất đi, anh không nhớ gì hết trơn á. Trời ơi, anh không chỉ quýnh zombie đâu nha, mà anh hóa thành con sói xong cái anh gọi là quýnh luôn các thành viên của Hero Team, quýnh bọn em sắp mặt luôn á. Bọn em phải khó khăn lắm mới đánh lại anh á. Ủa mà Siro, anh có biết là làng mình, cái làng Hero Team bọn mình bị zombie tấn công rồi, anh có biết không? Trời ơi, ủa vẫn còn trong làng hả? Ủa tưởng mọi người cứu tôi ra rồi chứ. Trời ơi, làng mình bây giờ zombie quá trời luôn. Mà bây giờ á chỉ có mỗi mình em nè, Sammy với Mr. Dịch là biến thành siêu nhân được thôi. Mà chỉ có ba người thì làm sao mà đánh lại được lũ quái vật. À mà khoan, quên mất. Ủa đâu, anh còn giữ cái vũ khí biến hình của anh không? Này, anh đang cầm trên tay này ba. Tính ra không giữ vũ khí biến hình sao anh hóa sói được. Ồ, trời ơi, vũ khí của Rô vẫn còn hả? Vậy có nghĩa là mình nè, Dịch nè, Sam nè, với lại Rô. Vậy là bốn người rồi, bốn người biến hình siêu nhân được rồi. Ủa mà, Rô, bây giờ anh thử sử dụng coi coi có dùng được không? Sử dụng hả? Ok. Siêu nhân tuyên trụ biến hình. Boom. Wow, trời ơi, Siro biến thành siêu nhân rồi nè bạn ơi. Trời ơi, xịn quá Rô ơi. Vậy là vũ khí của Rô biến thành siêu nhân được rồi ha. Vậy là bây giờ siêu tứ trụ đã có được 8 người. À nhầm, 4 người chứ, 4 người biến thành siêu nhân được rồi nha bạn nha. Ê, không phải là 4 người, mà là 5 người. Ủa, sao lại 5 người? Ủa? Nè, cái này siêu làm góp nè. Trời ơi, bà ơi. Ôi, đồ biến hình của mình. Hình như cái này là đồ biến hình của Simmy đúng không? Đúng rồi, đây là cây lâu nhà ở Simmy nè. Trời ơi, Sim ơi, vậy thì giờ Sim thử Sim biến hình cho bọn tôi coi đi. Rồi, ok, siêu nhân tứ trụ biến hình. Wow, trời ơi, bộ đồ siêu nhân của Sim hiện lên nè. Wow, vậy có nghĩa là bây giờ là Simmy nè, Mr. Dịch nè, Siro, Phong Cận với lại là Sammy là 5 người luôn bạn ơi. 5 người có thể biến hình siêu nhân được rồi. Ơ mà khoan, nếu như mà Em nghe chị ơi. Lùi lại, mình tách biệt với xã hội quá, mình lùi lại. Đúng rồi chị, không có đồ đâu. Cái gì vậy cái đâu? Đừng buồn, Camu với Kairon đừng buồn. Trước sau gì tôi cũng sẽ chế tạo cho hai người vũ khí biến hình siêu nhân thôi. Tôi là Phong Cận thông minh mà. Hả? Gì anh? Không ơi. Ra đây nó nghe. Sao? Hôm bữa anh biến thành sói, anh đánh tụi nó, anh đánh không có lại, tụi nó mạnh lắm. Xong rồi cái anh lên mặt trăng, anh mới phát hiện ở trên nó có con chùm em. Ủa, chùm rồi anh. Chùm hả? Con chùm rồi, con C3 mà hôm bữa mình đánh nó, anh em nhớ không? Ghê vậy. Nhớ. Sao? Đó, trong cái con chùm đó là có một con bự hơn nữa. Thế là anh đánh con đó xong nó ghê ở này à. Ủa, cái gì? Đâu? Ủa, cái gì ở này à? Ủa, cái này là gì đây? Sao nhìn giống cái cây đao quá vậy. Ui trời, cây đao này ngầu quá bạn ơi. Wow, trời, cái cây đao này ngầu ghê luôn á trời. Ủa mà khoan, hình như cây này nó có màu đỏ nè. Ui, có khi nào cái cây này là nó hợp với cây roi đâu mọi người. Ơi cây, ông thấy cái vũ khí này đẹp không? Ôi, vũ khí này đẹp á, hợp đúng với không? Tôi á, đẹp đúng không? Hợp với ông đúng không? Ok, cái này chắc bán ve chai được nhiều tiền lắm, thôi mình giữ lại nha. Ủa xanh trời ơi. Thôi được rồi, tôi đùa đó. Bây giờ nè, cây roi hãy thử sử dụng vũ khí này đi. Ủa mà khoan, không biết cái vũ khí này biến hình được không? Không biết vũ khí này biến hình siêu nhân được không ta? Bây giờ tôi chỉ ông nè. Nếu như vũ khí biến hình được á thì rất đơn giản thôi. Ông chỉ cần hô lên siêu nhân tứ trụ biến hình là ông có thể biến hình siêu nhân được, hiểu không? Ok, để tôi hỏi cho anh lại. Ok. Siêu nhân tứ trụ. Ok, 3, 2, 1. Siêu nhân tứ trụ biến hình. Wow, biến hình. Cai ơi. Cai, sao mà sao mà tôi thấy ông biến hình cái kiểu gì mà ông nhảy tưng nãy giờ không biến hình được vậy? Siêu nhân cái đầu ông á, mệt quá trời. Mấy bạn ơi, vậy là cái vũ khí này của Kairon là chưa biến hình được mấy bạn ơi. Hàng gì là Kairon nhảy tưng nãy giờ không biến hình được. Hay, vậy chắc là bây giờ mình phải tìm cách để chế tạo cho Kairon rồi, chứ không thể nào mà Kairon có thể biến hình như thế này được các bạn ơi. Ok rồi, bây giờ Kai đưa cái vũ khí này cho tôi để tôi chế tạo cho. Nè đưa nè. Ai trời ơi trời, hóa ra nó cũng chỉ là cây kiếm bình thường thôi chứ nó chưa biến hình siêu nhân được các bạn ơi. Nói nó chỉ được có cái là đẹp thôi à. Thôi rồi, để tôi dùng cái này tôi chế tạo kiếm siêu nhân cho. Rồi ok. Thôi Kai đâu sau biến hình nha. Rồi đừng bán dây chay không? Đừng bán dây chay nha. Nhớ dạ. Bây giờ là chỉ có mỗi một mình bà Camu là cô đơn lẻ loi thuộc một mình một thế giới luôn á.
Đúng rồi. Cá mui hả? Yên tâm đi. Cá mui á thì em sẽ tìm cái củ cà rốt xong em cho chị biến thành siêu nhân bằng bằng củ cà rốt được chưa? Ok. Ai đi có củ cà rốt nào mà vô lý như thế? Thôi kệ đi. Ơi nhắc tới một mình một thế giới mới nhớ. Hồi như trong tim mình cũng có một mình một thế giới, tức là mọi người đều nói có mình người đó là không nói á. Ủa, mọi người đã cứu nó về chưa? Ủa, ai? Tính ra tim mình đầy đủ hết mà giờ còn thiếu ai đâu. Ủa mà khoan. Cái gì ta? Trời ơi, không này là không được nha. Ủa, đúng rồi bạn ơi, mình quên Mimi. Tính ra trong tim mình vẫn còn Mimi mà mấy bạn. Tại sao mà mình quên cái điều đó ta? À, bây giờ sao đây nhờ? Nó vậy là tính ra là mọi người chưa đón bà Mimi về luôn. Ờ, chưa, Mimi ở chỗ nào xong em biết được. Trời ơi, không biết giờ bà còn sống không nữa. Tại vì hôm trước anh với bà cố thủ ở trong cái nhà tù, anh phải bảo vệ bà, thế là anh phải chạy ra ngoài, giờ còn có một mình bà trong nhà tù à. Hả? Ủa? Trời ơi, Mimi ở nhà tù hả? Trời, ủa vậy bây giờ mình qua mình coi Mimi còn bên đó không mọi người? Trời ơi, may quá vậy. Trời ơi, quá lẹ lẹ lên mọi người, chết rồi, để Mimi bị zombie cắn là zombie biến thành heo đó. Trời, ông Tàu à, ui vậy là bây giờ nếu như tìm được Mimi nữa thì team mình đã tập hợp đủ 8 người luôn rồi đó. Wow, vậy nếu như mình chế tạo đồng hồ siêu nhân cho đủ 8 người thì coi như là team mình có thể gọi là tiêu diệt quái vật để bảo vệ làng rồi. Bởi vì bây giờ mới có 5 người thôi, vẫn chưa đủ sức mạnh để tiêu diệt quái vật đâu. Ok Từ, để xuống đây coi Mimi còn ở đây không.